Vào sáng ngày 23 tháng 5, tức ngày 16 tháng 4 âm lịch, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lễ khai giảng khóa an cư kết hạ Phật lịch 2568, dương lịch 2024 tại Chùa Vĩnh Hiệp, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Chứng minh buổi lễ có trưởng lão hòa thượng Thích Giác Giào, ủy viên ban thường trực hội đồng chứng minh, chứng minh ban trị sự Phật giáo tỉnh, Hòa thượng thích huệ hóa, hòa thượng thích huệ sanh, hòa thượng thích thiện huệ, đồng chứng minh ban trị sự Phật giáo tỉnh. Thượng thọa thích phước thành ủy viên hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng ban tổ chức. Thượng tọa thích thông hạnh ủy viên hội đồng trị sự, phó trưởng ban thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh, cùng chư tôn đức thường trực, chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh, cùng các quý lãnh đạo chính quyền các cấp đồng về tham dự. Mở đầu buổi lễ thượng tọa thích thông hạnh, đã tuyên đọc diễn văn khai mạc khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2568. Căn cứ tỳ ni luật tạng hàng năm vào 3 tháng mùa mưa, Tăng Ni phải tập trung về một trú xứ nhất định để kiết giới an cư nhằm thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ giữ gìn tòng lâm, trang nghiêm giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội. Dịp này, Chư Tôn Đức ban trị sự Phật giáo tịch nhân được những lẫn hoa tươi thắm từ các lãnh đạo chính quyền các cấp, trao tặng, để chúc mừng buổi lễ được thành tựu tốt đẹp. Toàn tỉnh Hậu Giang tổ chức hai điểm an cư tập trung dành cho Chư Tăng Ni trong và ngoài tỉnh gồm Trường Hạ Tăng, tại Chùa Vĩnh Hiệp, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Số lượng hành giả an cư gần 30 vị. Trường Hạ Ni tại Chùa Quốc Thanh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Số lượng hành giả an cư 30 vị để tạo điều kiện cho Tăng Ni được thuận tiện vừa tu học trong 3 tháng và làm tốt công tác Phật sự mà giáo hội đã giao phó. Tiếp theo, đại diện hành giả an cư Đại Đức Thích Minh Nguyện đã dâng lời Pháp Nguyện, cùng nhau tinh tấn tu học trong 3 tháng thành tựu viên mãn, nơi gương quý ngài để cột rửa thân tâm luôn thanh tịnh. Ban đạo từ Thượng Thọa Thích Phước Thành ghi nhận và sách tấn tinh thần tu học của các hành giả trong 3 tháng an cư kiết hạ. Thượng Thọa kính chúc các hành giả an cư luôn luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành